Tiểu Đinh, chuẩn bị đi, lát nữa sang khoa ngoại trú với tôi. Dạ thầy Tiên. Tiểu Ngô, hôm nay chúng ta có mấy ca phẫu thuật? Dạ có 2 ca. Lát nữa cậu đi với tôi. Dạ thầy Đinh. Còn em? Đợi tôi phẫu thuật xong rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn sau. Bác sĩ Nguyễn. Hả? Qua đây một chút. Dạ. Lấy giùm tôi ít nước. Ờ. Thầy Ninh à, vậy tôi đến khoa ngoại trú với thầy Tiền nha. Ờ. Đây thầy Ninh, hôm nay em sẽ làm việc gì đây? Phiên dịch bài luận văn về phẫu thuật thần kinh này. Ờ. Với mấy tiệp bệnh án cũ, rồi nhập vào máy tính. Mang những vật tư y tế cần cho thứ tư tuần này đến phòng tài liệu. Tiểu Ngô, đi thôi. Dạ. Bác sĩ Ninh, sao anh lại theo tôi đến đây? Lúc nãy nói não bộ tôi không có vấn đề gì nghĩa là sao? Không phải tôi nói rồi sao? Từ hình chụp CT trên máy tính cho thấy não bộ của anh hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao tôi hay mất ngủ, suốt cả đêm không ngủ được luôn á? Chắc chắn không phải là vấn đề của não bộ. Còn nữa, sau này đi khám thì đến phòng khám, đừng đến nhà vệ sinh. Bác sĩ Ninh, tôi không có ý làm phiền bác sĩ đâu. Tôi đã giải thích với anh rất rõ ràng rồi, anh không bị bệnh gì hết. Tôi có bệnh mà bác sĩ Ninh. Đây là khu vực văn phòng bác sĩ của bệnh viện, anh đừng có theo tôi. Tối nào tôi cũng không có ngủ được, cảm giác rất là khó chịu. Bác sĩ Ninh. Sao vậy, anh có vấn đề gì sao? Cô cũng là bác sĩ hả? Cô là bác sĩ khám về não bộ sao? Phải. Đây nè, phiền cô coi giúp tôi, coi đi, rốt cuộc tôi có bị bệnh gì hay không. Sao hả? Có bệnh gì không vậy? Từ hình chụp này cho thấy anh không có bệnh gì hết. Vậy sao tối nào tôi cũng ngủ không được, còn hay bị đau đầu, thỉnh thoảng còn muốn buồn nôn. Sau đó tôi lên mạng tìm thử, thấy nói là bệnh u não gì á. Anh hỏi bác sĩ Ninh chưa? Anh ấy nói sao? Nếu tôi không bị bệnh cũng không kê thuốc luôn hả? Anh ấy là chuyên gia của khoa chúng tôi. Anh ấy nói anh không có bệnh thì không có bệnh, không bị bệnh không vui sao? Nhưng cũng phải kê thuốc cho tôi, tôi đâu có ngủ được. Chào thầy Ninh. Thầy Ninh, bên này có bệnh án cần anh xem nè. Tới ngay. Thầy Ninh, ở đây nè, chỗ này khó hiểu quá. Lát nữa mang bệnh án của bệnh nhân với hình chụp này qua bên chỗ tôi. Dạ được. Anh chỉnh báo cáo này lại một chút nha. Tôi nghĩ anh mất ngủ có thể là do có tâm sự. Gần đây anh có gặp chuyện gì không? Vợ tôi muốn ly hôn với tôi. Con trai tôi thì sắp lên cấp 3. Con chó nhà tôi lại sinh thêm 7 con. Nhà hàng xóm ăn bánh chẻo sang nhà chúng tôi mượn giấm, đến giờ vẫn chưa trả. Cô nói xem suốt ngày tôi bị mấy cái chuyện đó quay đi quay lại trong đầu hoài. Em lên văn phòng đi, anh có việc tìm em. Bác sĩ có thể kê cho tôi đơn thuốc được không? Làm ơn đi. Xin lỗi, bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước. Bác sĩ, lần sau tôi có thể không tìm bác sĩ Ninh nữa, tôi đến tìm cô nghe. Sau này nếu anh có vấn đề gì cứ tìm được. Tôi không có vấn đề gì đâu. Anh về nói chuyện với vợ mình nhiều hơn, quá giải khúc mắc trong lòng. Cố gắng sử dụng ít thuốc ngủ thôi, loại thuốc đó có tác dụng phụ đó. Dạ. Chúc anh có thể ngủ ngon nha. Dạ cảm ơn bác sĩ, cô đúng là người tốt, tạm biệt. Thầy Ninh à, thầy tìm em sao? Em làm gì ở ngoài vậy?
Em vừa gặp một bệnh nhân có tâm sự, đúng lúc em nghỉ giải lao nên nói chuyện với anh ấy. Vật tư y tế chuyển hết chưa? Chuyển hết rồi. Phiên dịch luận văn chưa? Em đã gửi email đến thầy rồi, thầy xem đi. Em học tiếng Anh chuyên ngành y học cái kiểu gì vậy? Cô đặt yêu cầu không? 85 điểm, đứng thứ 3 toàn lớp. Mục đích phẫu thuật, điều hướng thần kinh. Nên dịch là hệ thống điều hướng thần kinh mới phải. Thầy biết rồi còn kêu em dịch làm gì nữa? Tôi sợ em đọc không hiểu. Bệnh án đâu? Nhập đến đâu rồi? Vẫn chưa nhập xong. Vẫn chưa nhập xong, lại chạy đi nói chuyện với bệnh nhân, tưởng mình là thần thánh sao? Em nghĩ gần đây tâm trạng của anh ấy không được tốt. Nhớ kỹ, bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm khám bệnh, không phụ trách hòa giải. Thầy Ninh à, em nghĩ có những lúc bệnh nhân chỉ muốn nhận được lời an ủi từ bác sĩ. Anh ấy đã đuổi theo anh tới tận nhà vệ sinh, anh không thể nói vài câu dễ nghe được sao? Đúng lúc hai bác sĩ mới đến đây, tôi muốn dặn dò mấy câu. Nhớ kỹ, không được quá thân thiết với bệnh nhân. Tại sao vậy? Để em có thể làm việc tốt hơn. Thầy Ninh à, em thấy hình như thầy đang làm khó em. Em phải chuyển nhiều đồ như vậy, còn phải phiên dịch luận văn, thời gian đâu mà nhập liệu. Chị em nhập được bao nhiêu rồi? 1/3. Đây là một ca tụ máu nội sọ biểu hiện muộn, em nhập hôm nay. Em nói tôi nghe, nguyên nhân phát bệnh và quá trình phát bệnh của bệnh nhân này đi. Sau khi chấn thương sọ não, kết quả chụp CT lần đầu tiên cho thấy không tụ máu. Em có nghe rõ câu hỏi của tôi không? Bác sĩ Nguyễn, tôi hy vọng em đi làm có thể mang theo não. Tôi cần một người trợ lý chứ không cần một cái máy đánh chữ. Là một bác sĩ khoa ngoại chưa có nhiều kinh nghiệm, làm bất cứ việc gì đều có ý nghĩa của nó. Em hiểu không? Ở bệnh viện đừng tôi son đậm như vậy. Mọi người nghe đi, bắt đầu từ ngày mai toàn bộ những vật tư y tế sẽ do bác sĩ Nguyễn đưa đi. Dạ em biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết biểu hiện làm việc của các bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập. Chúng ta nói về bác sĩ nội trú, bác sĩ Đinh trước. Trong hơn một tháng gần đây, bác sĩ Đinh Ý Viên không chỉ có thể phối hợp với bác sĩ chính hoàn thành công việc, mà còn làm trợ lý cho rất nhiều cuộc phẫu thuật thành công. Biểu hiện của bác sĩ rất tốt. Vỗ tay. Đừng tự cao đó. Cảm ơn thầy Tiền. Bây giờ chúng ta nói đến bác sĩ Nguyễn. Khám ngoại trú không. Giao phẫu thuật không. Bác sĩ Nguyễn, mặc dù em với bác sĩ Đinh có một chút cách biệt, nhưng tôi tin em nhất định sẽ cố gắng hơn. Ừ. Được rồi, chúng ta tiếp tục cố gắng. Đi thăm khám thôi. Đi. Ừ. Không có chịu ở đâu chứ? Không có. Ăn uống bình thường không? Bình thường. Nhiệt độ cơ thể? Bình thường. Căn cứ vào mẫn cảm thuốc, điều chỉnh lại thuốc kháng sinh. Nhất định phải chú ý khi đi đại tiện, không được để ông ấy cố sức. Ngủ bao lâu rồi? Cũng ngủ lâu rồi. Xem lại hình chụp CT ở ngực, đổi Minerton thành 250ml mỗi 12 giờ. Ghi chép hết chưa? Ừ. Thầy Ninh, chúng ta phải đi bàn giao phòng bệnh. Được, tôi đến ngay. Đi lo việc trước nha. Ừ. Thầy Ninh à, em có thể tan ca được chưa? Cô hỏi bác sĩ Tiền, đừng hỏi tôi.
Lên xe đi, anh đưa em về. Không cần đâu, em sẽ ngồi tàu điện ngầm. Anh có chuyện cần nói. Cao có mặt mày chuyện gì? Còn muốn dạy dỗ em gì nữa? Lúc trước thời gian chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn. Anh thích ăn gì, không thích ăn gì em cũng biết. Sau này đem cơm cho anh, đừng đem thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt nữa. Em không có đem cơm cho anh. Lưu ý sau này. Khi nào em mới được thăm bệnh và tham gia phẫu thuật? Khi nào anh thấy em làm được. Anh đã quan sát kỹ thuật khâu vết thương của em rồi, còn phải tập luyện thêm nhiều lắm. Lần trước em chưa phát huy hết khả năng. Sao lại chưa phát huy hết? Tại em căng thẳng. Sao em phải căng thẳng chứ? Vì anh ở kế bên. Em cứ chuyên tâm làm việc, cứ mặc kệ anh thôi. Sao mà mặc kệ được? Em đừng kiếm cớ linh tinh nữa. Em biết như em gọi là gì hay không? Không đi vệ sinh được đổ lỗi tại bồn cầu đó. Đúng, anh chính là bồn cầu. Làm gì vậy? Đánh một chút, anh lấy cái này. Trời, cãi lão Hoàng Đông rồi, còn ăn bánh quy trẻ em. Đói bụng. Đừng làm hư đó, của con trai nó. Anh có con trai rồi sao? Sao vậy? Không phải chứ. Anh có con trai rồi, sao không nói với em? Anh có con trai sao phải nói với em? Có liên quan gì đến em đâu. Em làm gì vậy? Xuống xe. Xuống xe cái gì chứ? Đến rồi, cảm ơn anh. Con trai anh mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Có trước hay có sau khi ly hôn vậy? Trước khi ly hôn. Sau khi ly hôn. Chúng ta ly hôn 6 năm, con trai anh 6 tuổi, anh hành động nhanh thật. Cái gì? Con nói gì chứ? Con muốn kết hôn. Kết hôn? Bạn trai con còn không có, sao lại muốn kết hôn vậy? Trước đây không có, bây giờ con có rồi. Là ai vậy? Anh ấy tên Ninh Trí Khiêm, năm nay 27 tuổi, là tiến sĩ y khoa của trường con. Ờ, là tiến sĩ sao? 3 tiến sĩ đều là Địa Trung Hải hết. Địa Trung Hải? Địa Trung Hải là ai gì? Tóc của mấy người đó còn ít hơn tóc của ông đầu hói. Tóc anh ấy rất nhiều, đừng có nói nhảm. Đừng nói ông già hói đầu nghe. Ờ à, không 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 không, đúng đúng, bà nhớ rồi, con vừa nói là nó 27 tuổi phải không? Nó cao bao nhiêu? Dạ rất cao. Tính tịnh sao hả? Rất tốt. Nói thật cho mẹ nghe, có phải có thai rồi không? Chị, mẹ hỏi có phải chị có thai rồi không? Chị đánh em không hỏi hả? Làm gì vậy? Quay lại. Quỷ. Đứng yên đó cho mẹ. Con nói thật cho mẹ biết, có thai rồi phải không? Con không có. Con gái nhà mình chưa lấy chồng sao có chuyện đó được? Con không có thật mà. Vậy con nói xem, mới 23 tuổi gấp gáp vậy làm gì? Lỡ như sau này con gặp người tốt hơn, không phải là bỏ lỡ sao? Không phải chị nói chị sẽ đi du học nước ngoài sao? Đúng đó. Tụi con muốn ổn định mọi thứ trước. Hơn nữa chuyện kết hôn và đi học đâu có mâu thuẫn đâu. Chị có ai chị thiệt à? Chị cứ hay cãi lời mẹ.
Mẹ nói rất là đúng. Lỡ như chị ly hôn thì coi như mất giá hết. Chị nói cho em biết, sau này chuyện của chị em bớt để ý lại đi. Cái thằng này ăn nói có gì tiền cũng vậy. Trời ơi, đừng có ồn ào nữa, đừng ồn nữa. Nguyễn Lưu Tranh, con qua đây. Mẹ vẫn không hiểu nổi sao con lại gấp gáp như vậy hả? Sau này còn có nhiều cơ hội mà, con có thể. Đến rồi. Mẹ, từ từ để ba mở cho. Vô trong đi. Người ta đã đến tận cửa rồi, còn không mở cửa thì rất bất lịch sự. Ép cưới tới tận nhà còn có thể tốt gì hay không? Để anh ấy vào rồi hẳn nói. Mẹ ơi, con chào cô chú. Mời vào. Vô đi anh. Con tên Ninh Trí Khiêm. Con có chuẩn bị cho cả nhà một chút quà. Cái này con gửi cho cô. Có khí chất hả? Cái này con gửi chú. Tóc cũng rất nhiều đó ba. Cái này gửi em hả? Cảm ơn. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Để em đi rót nước nha. Đây là mẹ của em. Dạ cô. Còn đây là ba em. Dạ chú. Còn đây là em trai chị ấy, tên là Nguyễn Lãng. Chào em. Nước đây anh. Cảm ơn. Hai đứa đã biết nhau từ lúc nào vậy? Dạ lâu rồi. Con chính là cố vấn kim trợ giảng lớp của em ấy đó. Hai người là tình yêu thầy trò sao? Đúng là lãng mạn quá đi. Ở trong đường của con, ai cũng gọi anh ấy là anh Ninh. Vậy thì từ khi nào hai đứa đã bắt đầu yêu nhau? Dạ mới đây. Lâu ngày nảy sinh tình cảm nên mối tình cảm hai người rất. Ba mẹ của con từng gặp Nguyễn Lưu Tranh chưa? Mẹ con có gặp rồi. Bà ấy thấy sao? Dạ rất thích. Mẹ con làm nghề gì? Mẹ con cũng là bác sĩ. 3 tháng trước đi tình nguyện ở châu Phi rồi. Vì ba con thiện sao? Ba mẹ con ly hôn từ khi con học tiểu học. Rất ít khi con liên lạc với ba. Chuyện này hình như cũng không có gì đáng ngại ha. Thì tôi chỉ hỏi vậy thôi. Phải. Cô sẽ giới thiệu về gia đình của cô một chút. Cô là người làm bên mảng giáo dục. Gia đình của cô là một gia đình rất truyền thống. Đương nhiên, chuyện yêu đương cô không có phản đối gì hết. Nhưng mà yêu đương thì cuối cùng phải đi đến kết hôn chứ, không thể yêu đương cho vui được. Con hiểu ý cô chứ? Con hiểu, thưa cô. Như vậy hôm nay con đến thăm nhà là để tỏ rõ thành ý. Con rất muốn được kết hôn với Lưu Tranh. Vậy sau khi kết hôn rồi, hai đứa sẽ ở đâu? Mẹ con có 2 căn nhà, cho con 1 căn, nằm ở đường Vành Đai 2. Con không nợ nần gì. Có 1 chiếc xe, cũng mới mua để tiện việc lùi tới Bắc Nhã, thưa cô. Con nói là bệnh viện Bắc Nhã sao? Dạ, bác sĩ nội trú, khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Bắc Nhã. Ê, Nguyễn Lãng, lấy cho anh chai nước. Dạ. Vậy hai đứa dự định khi nào kết hôn đây? Con nghe theo cô chú. Nhưng mà theo ý cô chú, chuyện hôn nhân đại sự thì cũng nên càng sớm càng tốt. Ba mẹ em sợ đêm dài lắm mộng, lỡ như anh tỉnh giấc lại không lấy chị em nữa. Cái tai nghe này là loại tốt đó nha. Em đang thích cái này lắm. Em cảm ơn anh. Ba xem của ba đi. Ba xem. Mẹ cũng xem đi. Bình giữ nhiệt. Con tặng chú quà này đúng là rất có lòng, rất ấm áp. Uống nước đi. Nói nghe nè, hương vị bình này không giống những bình khác nghe. Vậy hả ba? Ê trời, giờ cũng sắp tới giờ cơm tối rồi. Hay là vậy đi, ba mời mọi người cùng đi ăn nghe. Sao mà anh hồ đồ vậy? Bây giờ đã là người nhà rồi, phải ở nhà ăn cơm chứ. Đúng. Cô chú ơi, con không phiền nữa. Con còn phải đến bệnh viện để trực đêm. Cũng đã sắp đến giờ trực rồi. Hay là cô chú dở cho con chút đồ ăn? Không sao. Cô chú đừng bận tâm, bệnh viện chỗ con có nhà. Vậy sau này á, thường ghé nhà một chút ha. Dạ, chắc chắn rồi. Vậy con xin phép đi trước. Nguyễn Lãng, ra tiễn anh về coi. Mẹ, đừng gọi nó nữa. Dạ mẹ. Vào đi, vào phòng đi. Đúng rồi, vào trong đi. Tạm biệt. Được rồi. Chào cô. Lần sau con đến chơi, cô sẽ nấu món ngon cho con ăn. Dạ, anh ơi, em nhận anh là anh rể rồi đó. Tạm biệt cô chú. Thường tới chơi nha. Đi cẩn thận. Coi em vui ra mặt luôn kìa. Tém lại chút coi.
Ơi trời, vừa cao vừa đẹp trai. Khỏi phải nói, mắt thẩm mỹ con gái chúng ta rất tốt. Không biết ai nuôi dạy nó à ha. Thì chính là học sinh giỏi mà cô giáo Bùi đã dạy dỗ đó. Học sinh bà tố. Cô giáo Bùi thật sự rất giỏi. Tấm này đẹp mà. Trời ơi, không được đâu, không cười kìa. À, tấm này đẹp nè, tấm này đẹp. Tấm này không tự nhiên. Anh xem, tay của anh nè. Em chọn đi, anh nghe điện thoại bệnh viện đã. Dạ đi. Hay là chị cứ từ từ chọn, tôi đi vệ sinh một chút, alo. Sẽ quay lại ngay. À, được, chị đi. Cảm đi ơn. Ừ. Nè, cô có nhìn thấy cô gái đang chọn ảnh ngoài kia không? Sao vậy? Tôi nhớ lần trước đến đây chọn váy không phải là cô ấy. Chưa được bao lâu đã đổi người khác rồi. Anh ta rõ ràng quan tâm tới người trước nhiều hơn. Thôi được rồi, không nói nữa nha. Tôi làm việc đây. Chị Đồng à? Em đang chọn hình cưới đây. Vậy em đến chỗ chị. Tạm biệt. Nghe nói hai người sắp kết hôn. Dạ, phải rồi. Em nghĩ tại sao anh ấy lại kết hôn với em? Giữa hai người có tình yêu không? Em yêu anh ấy. Còn anh ấy có yêu em không? Lưu Tranh, em không cảm thấy anh ấy đang xem em là người thay thế sao? Hôm nay chị hẹn em ra đây không phải vì muốn công kích em, cũng không phải vì ghen với em. Chị chỉ mong em suy nghĩ cho kỹ. Một mối quan hệ không bình đẳng, người bị tổn thương luôn là bên phải bỏ ra nhiều hơn. Chị không hy vọng anh ấy làm tổn thương người khác vì chị. Anh ấy sẽ không làm gì. Chị biết chứ, Trí Khiêm là người tốt. Nhưng mà Lưu Tranh, em cũng không thua kém. Tình yêu hoàn mỹ là hai bên yêu thương nhau và luôn bình đẳng. Chị mong em sẽ nhớ kỹ lời chị. Anh vừa đến văn phòng luật sư. Thầy cho anh xem hàng chục vụ ly hôn xảy ra cùng một lúc, làm anh nghi ngờ cuộc đời này. Ngày nào em cũng nhìn thấy mấy chục khối u não thì em cũng bị sao? Bước nó nhảm đi. Có phải anh muốn nói em cũng sẽ ly hôn, có đúng không? Anh không nói nha. Mà nè, em muốn kết hôn thật hả? Em muốn kết hôn chứ. Bộ anh không muốn em ổn định hay sao? Anh, thật ra mà nói là mẹ em cũng thích cô ấy. Mẹ nói với em đừng bao giờ để bỏ lỡ một cô gái tốt với mình như vậy. Em có tốt với cô ấy không? Đương nhiên là em sẽ tốt với cô ấy rồi. Vậy em sẽ thích cô ấy giống như thích Miu Miu không? Tình cảm có thể dung đắp dần mà. Còn lâu anh mới tin. Tin không tùy anh vậy. Dậy lên. Cậu coi đó, ngày mai là ngày cưới rồi mà nên Trí Khiêm cũng không đến giúp cậu nữa. Anh ấy có gì ở bệnh viện không đến được. Ngày mai anh ta sẽ không bận nữa chứ. Đẹp.
Chị Ninh à. Cái con nghe chuyện này nha. Gần đây ở trong bệnh viện á, có người nhà bệnh nhân đang theo đuổi tôi. Anh ấy tên Giang Thành. Có hình đó không? Cho tôi coi thử đi. Ngoại hình anh ấy rất là đáng yêu luôn. Nhìn giống như búp bê Mun Chi Chi vậy đó. Vừa nhìn đã biết đó là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình rồi. Ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi. Lần nào tới bệnh viện cũng mua nào là hoa nè, mua đồ ăn vặt cho tôi nữa. Xem ra cậu thích người ta rồi ha. Có một bữa tôi đang trực ban buổi tối mà đói bụng, muốn ăn tôm hùm đất xào tỏi. Cậu đoán tiếp theo đi. Anh ta đặt một phần tôm hùm đất đến cho cậu hả? Anh ấy đích thân lái xe đem đến cho tôi. Còn đem đến tận phòng trực cho tôi luôn. Còn giúp tôi bóc sẵn luôn. Chỉ thiếu đút cho tôi ăn thôi đó. Ồ, chu đáo vậy sao? Cậu đó xem ra cũng muốn kết hôn lắm rồi. Vậy ngày mai tôi sẽ ném hoa cưới cho cậu. Anh nói tôi muốn lấy chồng chứ. Nhưng nếu cậu muốn ném thì ném cho chuẩn một chút nha. Ném chuẩn một chút. Dám ném tôi? Cậu dám ném tôi hả? Alo. Anh vừa đang làm. Hôm nay vất vả cho em rồi. Không sao. Vậy em nghỉ sớm nha. Ngày mai gặp. Ngày mai anh. Không cảm thấy anh ấy đang xem em là người thay thế sao? Một mối quan hệ không bình đẳng, người bị tổn thương luôn là bên phải bỏ ra nhiều hơn. Tình yêu hoàn mỹ là hai bên yêu thương nhau và luôn bình đẳng. Y trường đại học John Hopkins. Tôi là Nguyễn Lưu Tranh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định từ bỏ việc đến quý trường học tập học vị thạc sĩ. Vô cùng cảm ơn quý trường đã cho tôi cơ hội này. Lưu Tranh à. Ủa, đi đâu rồi ta? Kiến Trung. Hả? Anh thấy con gái mình đâu không? Sao vậy? Không, anh không thấy. Chạy đi đâu rồi chứ? Lưu Tranh. Lưu Tranh à. Mẹ ơi, mới sáng sớm mày là lơm sụm gì vậy? Chị con đi đâu mất tiêu rồi kìa. Hả? Cô vô bỏ trốn. Ngầu thiệt. Bác Tài, có thể lái nhanh hơn chút không? Cô bay chuyến mấy giờ? Dạ 8 giờ. Được rồi, cô ngồi cho chắc nha. Chị Động. Lưu Tranh. Mặc dù hiện tại tình cảm giữa em và anh ấy không được sâu sắc, cũng không bình đẳng, nhưng ở trên đời này sẽ không bao giờ có tình yêu hoàn mỹ. Em không phải lựa chọn tốt nhất của anh ấy, nhưng em sẽ khiến cho anh ấy yêu em. Tụi em nhất định sẽ hạnh phúc. Em nhất định sẽ hạnh phúc. Tạm biệt chị Động. Thử lộ bình an nha.白云永远不会错过晴空。
Cảm ơn bé yêu nha. Em tưởng là Đàm Nhã. Cảm ơn thầy Ninh. Em chỉ có 15 phút để ăn thôi đó. Tại sao vậy? Chiều nay đến khoa ngoại trú đó. Đến khoa ngoại trú? Vẫn còn 2 phút, có thể đi vệ sinh được đó. Không cần đâu, em không muốn đi. Chút uống ít nước thôi nha. Sao vậy? Không có thời gian đi vệ sinh đâu. Lúc ở bệnh viện Tây Thành, đâu phải em chưa từng đi khám? Ở đó không giống như ở đây. Có lẽ em nên chuẩn bị cả tả quần thì hơn đó. Để anh mặc hả? Bác sĩ Ninh. Ê, bác sĩ Ninh đến rồi. Chút. Bác sĩ Ninh. Bác sĩ Ninh à. Bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ninh đi đâu rồi? Hả? Dẫn học trò mới đến khoa ngoại trú rồi. Học trò mới hả? Là ai vậy? Chính là bác sĩ Nguyễn. Thầy Ninh nhận cô ấy thật sao? Phải. Thầy Ninh có 4 bước thu nhận học trò: làm việc giặt, đến khoa ngoại trú làm phẫu thuật. Tôi cũng như vậy đó. Làm việc giặt, đến khoa ngoại trú làm phẫu thuật. Vậy còn bước thứ tư là gì? Cô đoán đi. Đoán hả? Tôi không đoán, tôi tự ăn vậy. Ê, bác sĩ Đinh mua nhiều đồ ăn ngon vậy, có phần tôi không? Có, ăn chung đi. Tới đây, tới liền. Ăn chung luôn. Hey, tới đây, ăn đi. Gọi số đi. Được. Bác sĩ Đinh. Có chuyện gì vậy? Giữ im lặng đi. Hồi phục tốt đó. Ồ, vậy hả? Không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ sau này mỗi tháng quay lại kiểm tra một lần. Tôi cứ thấy mình dạo này hay quên sao đó. Có phải tôi bị cái gì đó gọi là hậu di chứng cái gì đó không? Không phải, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi. Anh đừng quá áp lực, không tốt cho sức khỏe. Uống thuốc đúng giờ. Người tiếp theo. Anh cầm bệnh án đi. Được. Được. Gần đây tôi cứ bị nhức đầu, ban đêm không có chợp mắt được. Hơn nữa còn hay bị hoa mắt nữa. Cô hay bị hoa mắt có đúng không? Ừ. Cô mà bỏ kính xuống đi. Ngón tay tôi đây, cô nhìn vào mắt tôi, cô nhìn thấy ngón tay của tôi không? Thấy, tôi thấy. Vậy thì không vấn đề. Mới phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Tôi đi bệnh viện khám thì chuyện cá nhân của tôi liên quan gì đến việc này chứ? Nếu cô có vấn đề gì thì cứ nói thật với bác sĩ, như vậy anh ấy mới chẩn đoán cho cô được. Ông có chịu chỗ nào sao? Chóng mặt. Choáng váng. Có nhức đầu không? Có. Ông đưa hai tay ra thăng bằng con xem. Ông ơi, ông mau đứng dậy đi. Từ từ thôi. Dậm chân tại chỗ cho con xem đi. Được rồi. Rồi, ông ngồi xuống đi. Có khả năng là bệnh thần kinh ngoại biên. Con sẽ kê đơn thuốc cho ông. Bác sĩ nói gì vậy? Bệnh thần kinh ngoại biên hả? Phải, con nghĩ là vậy. Ông cứ đi chụp phim đi. Lát nữa con sẽ kê thuốc cho ông sau. Nhìn đây thì thấy không vấn đề gì lớn. Có duy trì trị liệu được không? Người tiếp theo. Bác sĩ, tôi cảm thấy lần phẫu thuật rồi không được thành công. Hình như chưa cắt sạch hoàn toàn. Cắt sạch rồi mà. Có máy chụp X quang nào cao cấp hơn không? Phải chụp toàn bộ từ trên xuống dưới cho ông ấy đi. Chúng tôi không sợ đắt, đi tận 2 tiếng mới tới được đây đó. Ê,
bác sĩ Ninh Chi. Đợi một chút nha. Bác sĩ nè, nè. Tôi phải mất 2 tiếng mới tới đây được đó. Bác sĩ bác sĩ nè. Lấy số khám. Ông đợi một chút nha. Trời đất ơi, cho tôi đi mà. Bác sĩ bệnh của tôi thật sự nguy cấp lắm rồi cô xem. Bác sĩ xinh đẹp, cô giúp tôi với. Cô xem thêm một người cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đó. Xin cô đó cô xem. Bệnh của tôi thật sự rất là gấp mà. Phải, cô coi à. Thầy Ninh vẫn chưa đi đúng không? Cô dẫn họ cho thêm số. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Bên này. Không phải nói em uống ít nước thôi sao? Dọn dẹp rồi về đi. Có lẽ vẫn chưa về được đâu. Phải xin chút thời gian của anh rồi. Sao vậy? Có mấy bệnh nhân không lấy được số. Họ nhờ em nãy giờ nên em đã tự ý thêm số khám cho họ rồi. Anh khám giúp họ đi. Nếu em đã thêm số vậy em khám đi. Chủ nhiệm Ninh, tôi lấy được số rồi. Chủ chị nhiệm Ninh, tôi đến trước mà. Chị chờ một lát đi. Đưa bệnh án cho tôi. Mời hai người ra ngoài đợi một lát. Chủ nhiệm Ninh, gần đây phản ứng của tôi hơi mạnh. Phiền bác sĩ nghe. Vất vả cho thầy Ninh rồi. Y tá trưởng còn ở đây à? Tăng hiếm ca thấy rồi đó. Hả? Đi thôi, tăng làm rồi. Cậu sao vậy? Tôi gọi thêm hai số cho ảnh khám, ảnh không vui. Ngày đầu tiên cậu đến khoa ngoại trú nên không hiểu rồi. Đừng nói là cậu, viện trưởng gọi thêm số thì mặt anh ấy cũng như vậy thôi. Không ngờ người đến bệnh viện Bát Nhã khám là nhiều hơn bệnh viện Tây Thành tới như vậy. Vậy nên cậu phải thông cảm cho ảnh. Ngồi làm một cái là làm cả ngày trời, suốt 6 năm rồi. Vậy thì có là gì đâu, tương lai cậu vô phòng phẫu thuật còn mệt hơn. Đi thôi. Bác sĩ Nguyễn, chưa tăng làm sao? Tôi vẫn chưa xong việc. Bác sĩ Đinh, chưa về nữa hả? Tôi tự tăng ca làm việc ngoài giờ. Tôi còn định đi ké xe của cô đó. Tiểu Ngô đi xe với tôi đi, tôi cũng đi đón con đi. Thôi khỏi, em không dám làm phiền thầy Ninh. Ở đây cũng gần trạm tàu điện ngầm mà. Tuy cô vậy, tôi đi đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt thầy Ninh. Anh nói xem hai đóa hoa của khoa mình rốt cuộc muốn phân cao thấp đến khi nào? Bác sĩ Tần, anh có đói không? Không đói. Con của bác sĩ Ninh được mấy tuổi rồi? Cô có thể tự đi hỏi anh ấy. Cô không biết hả? Tôi tưởng là quan hệ của hai người rất tốt. Tôi thấy cô ngồi xe của anh ấy không phải chỉ một hai lần. Anh ấy thuận đường với tôi, tiện thể chở tôi. Sau này cô đừng có ngồi xe của anh ấy nữa. Sao vậy? Không có gì, tôi nhắc vậy thôi. Lúc trước chúng ta ở bên nhau cũng không ngắn. Anh thích ăn gì, không thích ăn gì em cũng đều biết. Sau này đem cơm cho anh, đừng đem thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt. Vậy trưa nào cô cũng đem cơm cho anh ấy là có ý gì? Cô có biết làm hại người khác nhưng không có lợi cho mình không? Tôi thích đem cơm cho anh ấy, ai nói với cô tôi không có lợi? Vậy là cô thật sao? Sau này cô đừng đem thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt cho anh ấy nữa được không? Anh ấy không biết là của cô, lại còn trách tôi cho ăn không hợp khẩu vị. Yêu cầu khoa phẫu thuật thần kinh đến phòng cấp cứu hội chẩn. Yêu cầu khoa phẫu thuật thần kinh đến phòng cấp cứu để hội chẩn. Đau chết tôi rồi. Đau quá. Tình trạng bệnh nhân sao rồi? Đau quá đi. Bệnh nhân 42 tuổi, đến Châu Giang du lịch, đột nhiên ngất xỉu và được đưa đến đây. Có phải là u nang không? Nắm lấy tay tôi. Đau đầu. Áp lực nội sọ quá cao, cho anh ấy một liều manitol. Gần đây anh có bị ngã hoặc bị đánh vào đầu không? Không có. Anh chắc không bị thương bên ngoài não bộ chứ? Chắc chắn. Hiện tại xem ra càng giống như u não. Nhưng bệnh nhân có nói một tháng trở lại đây không có bất kỳ hình thức chấn thương sọ não nào. Qua xem xét cho thấy đây là bệnh u nang màng nhện bẩm sinh. Nang màng nhện không dày, áp lực nội sọ tăng và đau dữ dội. Lại đau nữa rồi bác sĩ. Áp lực nội sọ tăng cao quá. Tiêm thêm một liều manitol khác. Không được. Dùng lượng manitol quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn có thể gây suy thận, cô không biết sao?
Nhưng nếu không hạ áp lực nội sọ thì tính mạng bệnh nhân sẽ nguy hiểm. Hiện giờ mấu chốt phải tìm ra nguyên nhân. Tôi sẽ gọi điện cho thầy Tiền. Đau đầu quá bác sĩ ơi. Anh từ đâu đến? Nội môn. Vậy anh làm công việc gì? Nuôi ngựa. Bệnh ký sinh trùng não. Bệnh nhân nuôi ngựa khả năng cao bị nhiễm ký sinh trùng từ ngựa. Ký sinh trùng não hình thành u nang trong não. U nang phát triển lớn đến một giới hạn nhất định, vượt quá sự chịu đựng áp lực của não bộ, dẫn đến triệu chứng đau đầu dữ dội, làm cho áp lực nội sọ tăng cao. Lập tức phẫu thuật mở hộp sọ. Nhưng nếu lỡ như không phải thì sao? U nang nội sọ thông thường thì không cần phải làm phẫu thuật. Còn tiếp tục trì hoãn thì áp lực nội sọ sẽ tăng cao. Tôi dám khẳng định là đã bị nhiễm ký sinh trùng não. Bệnh nhân hôn mê rồi. Lập tức phẫu thuật mở hộp sọ.